Alo, alo, dạ xin mến chào đại gia đình yêu thương của em nha. Chào mừng quý vị và đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Kể Chuyện Ngọc Channel. Mến chúc quý vị một ngày mới thật là nhiều niềm vui và lúc nào cũng làm việc thành công, phát tài, phát lộc trong cuộc sống quý vị ha. Thì đến với chương trình Kể Chuyện hôm nay thì em xin phép được chia sẻ về một cái vấn đề thầm kín. Những cái chuyện thầm kín rất là khó nói ở chị em phụ nữ mà không phải ai cũng dám nói ra. Ngày hôm nay em muốn bật mí cái đề tài này, chắc chắn là các anh chồng hoặc là những anh chàng rất là khắc mắc, muốn biết lý do vì sao mà người phụ nữ lại thích tắt đèn. Điều mà phụ nữ cực thích khi tắt đèn là gì? Khi mà tắt đèn rồi á thì cái không gian nó tối thui tối lùi à, có thấy gì đâu, nhưng mà tại sao người phụ nữ lại thích như vậy? Đố các anh biết tại sao. Quý vị xin hãy comment bên dưới cho em biết là cái lý do vì sao ha, trước khi mà em nói ra. Mà nếu như em nói ra nó trúng phốc với ý của quý vị thì xin cho em một like, một đăng ký kênh để ủng hộ cho em ha. Thì em làm cái chủ đề này là đặc biệt dành cho các anh chàng thôi, chứ chị em phụ nữ là họ đã biết rồi. Tại vì họ là người thích mà, cho nên họ biết rõ lắm. Nhưng đàn ông thì họ muốn muốn nghe từ chính miệng cái người phụ nữ nói ra. Mà khi mà hỏi thì chị em mắc cỡ, nói thôi mắc cỡ lắm, đừng có dám nói đâu. Thì làm sao các anh biết được tại sao em thích tắt đèn vậy? Mở đèn lên cho nó vui đi, sao tắt đèn? Thì em xin phép mà nói luôn, em là một người phụ nữ, cho nên là em hiểu tâm lý phụ nữ, họ thích cái gì, họ muốn cái gì, cho nên là em sẽ nói cho các anh biết ha. Điều mà họ cực thích khi tắt đèn là gì? Có rất là nhiều điều. Thôi mình đại khái là mình nói ra khoảng chừng vô vàn cái điều luôn. Người đàn ông thì thích bật đèn, đại khái gì đi. Có nhiều người đâu có thích tắt đèn đâu, nhưng chị em phụ nữ lại thích tắt đèn. Phải chăng là mắc cỡ không? Thêm nghĩ là có thể là mắc cỡ. Những cái cô nàng mà mới lấy chồng, mà ở dưới quê đó quý vị, vùng sâu vùng xa đó, mới lấy chồng, cho nên là mắc cỡ, sợ, cho nên là tắt đèn. Nhưng cái điều thứ hai mà người phụ nữ cực thích khi tắt đèn đó là gì? Đó là họ không tự tin về ngoại hình của mình. Bởi vì có những người phụ nữ á, họ trải qua quá trình sanh đẻ, họ có cái vết mổ ngay bụng, hoặc là khi mà mình sanh em bé xong cái bụng mình nó hơi nhăn nhúm á, thì để cho cái người chồng mà thấy cái bụng của mình có vết thẹo hay là mổ ra em bé đó, rồi có cái bụng nó nhăn như vậy không đẹp á, thì họ không có tự tin. Rồi họ mới kêu là thôi tắt đèn đi. Nhưng họ điều mà họ thích là tại vì họ mắc cỡ, họ sợ, ngại, không tự tin vì cái body mình, họ muốn tắt đèn. Cái điều thứ ba mà tại sao người phụ nữ cực thích tắt đèn đó là gì? Mà khi ông chồng hỏi em sao tiến độ tắt đèn kỳ vậy? Thì cô vợ không có nói ra, để em nói cho quý vị nghe ha. Tắt đèn là bởi vì vậy nè. Tắt đèn thì không gian nó tối thui tối lùi thì mình tập trung được cái chuyện mình muốn làm, mình cần làm. Chứ mở đèn lên sáng trưng thì cũng kỳ nữa. Có thể là vậy, thích tắt đèn để tập trung cho cái vấn đề muốn làm. Và cái điều thứ tư, tại sao lại thích tắt đèn? Là bởi vì á, có nhiều gia đình á, người bên nước ngoài á, thì mỗi một cái gia đình á, thì người ta sẽ có phòng riêng cho con cái ngủ phòng riêng, cha mẹ ngủ phòng riêng, thì mình sẽ tự do sinh hoạt trong cuộc sống hơn. Ví dụ như đứa nhỏ nó muốn ngủ lúc nào thì nó chui vô phòng nó ngủ, học bài rồi nó ngủ, ba mẹ muốn tâm sự cái gì vô phòng nói chuyện. Cho nên là cái vấn đề tắt đèn này á, nó xảy ra ở bên Việt Nam rất là nhiều luôn, chứ còn bên nước ngoài chắc cũng ít nhưng mà hiếm thôi. Là bởi vì ba mẹ ngủ chung với con cái, mà con cái thì nó lớn rồi mà ngủ chung một phòng như vậy đó, thì nhiều khi ba mẹ muốn tâm sự chuyện riêng, chuyện A, B, C, Z gì đó thì phải tắt đèn chứ. Giờ mở đèn lên thì nhiều khi tụi nó đang ngủ, tụi nó nghe cái giường kêu có két rồi nó mở mắt ra nó dòm rồi trời, 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 rồi sao. Cho nên là phải tắt đèn là bởi vì không để cho muốn cho ai nhìn hết. Thế thì vấn đề thứ năm, tại sao một người phụ nữ cực kỳ thích tắt đèn đó là gì? Thì theo quý vị nghĩ là gì? Thì đó là những cái ý kiến mà em nói á, không biết là nó đúng hay không nữa, nhưng mà theo em nghĩ là thích tắt đèn là bởi vì vậy. Mà chính bản thân em cũng là một người rất là thích tắt đèn, em đi ngủ để cái đèn mờ lắm, mà khi mà làm chuyện kia là phải tắt đèn, ngộ rồi đó, để đèn là không thích.
À, thôi em nghĩ là họ đang nói chuyện mà nó rớt cái điện thoại quý vị ơi. Rồi, đó là những cái lý do mà em nói. Thì cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã xem clip của em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.